Em Út Nguyễn Nhi thân chào cả nhà mình. Tiếp tục buổi trưa ngày hôm nay, em lại lên cây cùng cả nhà mình nha. Đó là một cây linh sam siêu bông ưu điểm nha anh chị em mình. Có ghép một nhánh hồng, nên cây này nó sẽ có hai màu, đó là màu hồng và màu tím nha anh chị em mình. Cái gọng cây rất là quái luôn nha cả nhà nha. Gọng cây rất là quái, bộ rễ cũng rất là quái luôn. Hiện tại cây đang cho hoa nha anh chị em mình. Đó anh chị em mình thấy sẽ hai màu, đó là màu tím và màu hồng nha. Bộ rễ rất chi là quái luôn cả nhà ơi, rất là quái nè. Đó, hoành trên cổ rễ của nó tầm khoảng 18 nha anh chị em mình. Chiều cao của nó thì tầm khoảng 35 cm. Đó, cái gọng này anh chị em mình ơi, rất là duyên luôn. Đây, màu tím là của linh sam siêu bông ưu điểm, cây zin của nó nha anh chị em mình. Em Út đã ghép một nhánh hồng vào và nhánh hồng bên đây. Nhánh ghép này hơn 1 năm rưỡi tuổi rồi nên anh chị em mình an tâm nha. Rất là chắc chắn nha anh chị em mình. Cây này hai màu, màu tím và màu hồng nha anh chị em mình ơi, rất duyên luôn. Anh chị em nào ưng ý cây này em để giá cực kỳ yêu thương cho nhà mình luôn nha. Ưng ý thì nhắn tin alo cho em số điện thoại 0795499088 cả nhà mình ơi. Cây cực kỳ duyên và xinh luôn nha cả nhà.